Phạm Vĩnh Lộc và Sử Hộ Vương đang có âm mưu gì với sự việc? Phạm Vĩnh Lộc sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa biên phiên dịch trường Đại học Hoa Sen. Có ông là cảnh sát ngụy quyền thuộc Tây Khánh Hòa trước đây. Cách đây 5 năm, Phạm Vĩnh Lộc nổi lên như một hot Facebook chuyên kể chuyện về sử mà giới trẻ thích thú với chất liệu như kiểu tam quốc diễn nghĩa hỏa phụng liêu nguyên việt nam sử luật và được gọi là truyện chế sự kể từ đó phạm vĩnh lộc bắt đầu bước vào con đường với sứ mệnh tự bản thân trao cho mình là truyền bá cảm hứng sử đến giới trẻ. Qua một thời gian quan sát các hoạt động của Phạm Vĩnh Lộc, nhận thấy rằng đối với Lộc thì chính sự việc thời cận đại chỉ có Trần Trọng Kim là chuẩn xác nhất. Còn lại, Lộc đều cho rằng không đáng tin. Bởi lẽ, Trần Trọng Kim không chỉ là nhà nghiên cứu lịch sử mà còn từng là người đứng đầu chính quyền bù nhìn do Nhật lập nên. Trần Trọng Kiếm dù lúc đứng đầu chính quyền bù nhìn vẫn hướng sự trung thành đến Bảo Đại và Nhật mà Bảo Đại chính là người đã lập nên quốc gia Việt Nam. Tiếp tay cho Pháp quay lại Việt Nam rồi cũng từ đó đẻ ra Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Vĩnh Lộc đa số tập trung viết về Nguyễn Ánh những thông tin mà Lộc lấy làm tư liệu chủ yếu từ giai thoại Gia Long phục quốc nói chung Phạm Vĩnh Lộc viết tốt cho Nguyễn Ánh hay Triều Nguyễn mục tiêu cuối cùng là làm trắng cho gốc rễ của chế độ ngụy do Mỹ lập nên Mục tiêu của Phạm Vĩnh Lộc ngay từ ban đầu không phải chỉ là kích thích sự tò mò của giới trẻ với sử mà còn là hướng giới trẻ vào phần lịch sử nhà Nguyễn, triều đại gắn liền với việc hình thành nên sự chia rẽ, phân chia Việt Nam và dân tộc với những công tội mà đến nay giới sử vẫn còn phải tranh luận nhiều. Thông qua việc đó, Phạm Vĩnh Lộc đã tạo được danh tiếng nổi trội đây cũng là cách mà Dũng Phan mở ngoặt giáo chủ diệt sử đóng mặt đã từng sử dụng và có hiệu quả. Với danh tiếng cực tốt thở ban đầu, Phạm Vĩnh Lộc gần như được mọi nhóm hay các dự án sử chào đón mời tham gia với vai trò biên kịch, phụ biên nhằm giúp cho các kịch bản không bị nhàm chán cũng từ đó, thông qua giáo sư Phan Huy Lê, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, hiện là nhà dân chủ ngáo mà Phạm Vĩnh Lộc nhận được nhiều cuộc gặp gỡ với các NGO để từ đó được rót khá nhiều vốn, nhất là trong dự án Sử Hộ Vương thì tổng mức vốn mà Phạm Vĩnh Lộc nhận được đã trên con số 2 tỷ đồng. việc gây quỹ cộng đồng trên thực tế chỉ là một cách để hợp thức hóa dần dần số vốn mà các ngo chuyển cho lọc bởi theo quy định của pháp luật việt nam thì hiện nay tiền của ngo chỉ được đầu tư theo các dự án mà nhà nước cấp phép một đất nước và một dân tộc nếu có bị đô hộ thì rồi cũng sẽ có ngày đứng lên đánh bại kẻ thù giành độc lập nhưng một dân tộc mà bị tiêu diệt về mặt lịch sử, tức là lịch sử bị biến dạng méo mó hoặc thậm chí là bị thay đổi thì dân tộc đó mãi mãi không bao giờ giành được độc lập. Mà mục tiêu của các NGO đa số là đều hướng tới việc làm sao tiêu diệt Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi giá với sự hỗ trợ từ các NGO và từ những người yêu mến lịch sử nhưng chưa nhận ra bộ mặt của Phạm Vĩnh Lộc mà càng ngày Lộc càng xuất hiện nhiều trên các báo như Thanh Niên, An Ninh, Thế Giới, Công an Nhân dân, Kênh 14, Lao động, vân vân Để rồi từ đó từng bước xuất hiện trong các dự án về sử đã và đang được hâm mộ như sự việc kiêu hùng, sự thoát, việc nam trăm bậc vĩ nhân, sự việc 12 cúc tráng ca, đại Việt văn sự vấn đàm, anh hoàng, vân vân. Phạm Vĩnh Lộc ngày càng lộ rõ bản chất, nhất là khi sử hộ vương được ra đời thì Phạm Vĩnh Lộc đã thẳng thừng tuyên bố việc Bỏ ra 4 năm diệt sự đã chán rồi Và hùng hổ tuyên bố bản thân đã trở thành hệ tư tưởng Hình ảnh Phạm Vĩnh Lộc ảo tưởng cho rằng mình là một hệ tư tưởng Hình ảnh trên Facebook Bài đăng của Phạm Vĩnh Lộc như sau Yên tâm đi bạn Lộc đã kịp truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong 4 năm qua Giờ chán méo muốn làm nữa Cũng có dự án khác diệt sự, diệt sự thôi Bạn gây quá trễ Bởi vì Lộc giờ không còn là một người Lộc đã trở thành một hệ tư tưởng Wakanda forever Điều đó cho thấy mục tiêu của Phạm Vĩnh Lộc Không phải là truyền cảm hứng cho bất kỳ ai mà chỉ muốn thay đổi tư duy, nhận thức cũng như cách học hiểu đúng nghĩa về lịch sử của thế giới để từ đó bị ảnh hưởng theo tư tưởng của Lộc mà đằng sau đó là sự hỗ trợ của các NGO nước ngoài. Tức là NGO Việt cộng NGO nước ngoài cộng và đô la xanh thì bằng với thay đổi chế độ. Có điều sử hộ vương lúc ra đời được đón nhận bao nhiêu thì giờ bị tẩy chay bấy nhiêu. Nguyên do là vì đâu? Thì lịch sử đã chứng minh rõ Khi bắn một phát đạn vào lịch sử Thì sẽ nhận lại một phát đạn Thì sẽ nhận lại một phát đại bác Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phải nhắc rằng Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Không phải là không có nguyên nhân Nguồn, bảo lửa Người đọc, Nguyễn Trần Tuấn Kiệt